Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của tôi Việt Nam. Thì nội dung video ngày hôm nay mình đi quay cho mọi người vườn hoa hồng cổ nhung. Đó, hay còn gọi là hoa hồng nhung ta. Hoa hồng nhung ta. Một trong các cái dòng mà sinh trưởng và phát triển rất khỏe vào mùa hè. Không bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết, nắng mưa. Đó. Đây. Đây là hoa hồng của nhung nhung này. Cái này thì đang gò tán. Đây gò tán. Gò tán lại thì nó có một cái vòng cung ở đây này. Đấy, hình tròn này, xong nó gò tất cả các tán xuống. Đó. Đây, cái dòng này thì đây, cả vườn này, bên này này. Đó, bên này nữa. Đấy. Chỗ này nó rơi tầm khoảng độ 500 cây. 500 cây đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 500 cây đấy. Cả trên cả dưới to bé nhỏ có hết. Đấy. Hồng nhung. Hồng cổ nhung này thì mình thấy rằng là các bác ở trong Nam thì thích cái dòng này hơn. Đó. Bởi vì khả năng ở trong đấy thì cái giống này nó ít. Giống này nó ít nên là các bác ở trong đấy rất là thích những cái dòng này. Đấy, hồng cổ nhung. Dòng này thì nhân giống này, rồi là cách chăm sóc này thì nó dễ hơn tất cả các dòng khác rất là nhiều. Dòng này nhân giống thì cực dễ. Mọi người có thể thấy ở đây những cái dòng mà thoát thân 1 mét tới 80 tới 1 mét thì rất là nhiều. 80 tới 1 mét thì rất là nhiều. Đó. Và lộc và lụ mầm thì nó ra khỏe lắm. Và dòng này là một trong các dòng hoa rất là thơm. Rất là thơm, cực kỳ thơm luôn. Đấy. Thơm cực kỳ luôn. Trong các, nó là một trong các cái dòng hồng cổ thơm nhất trong các dòng hồng cổ. Dù là nắng hay mưa thì cái form hoa của nó không bị nhạt đi. Nắng hay mưa thì nó vẫn cái form, cái màu, cái sắc hoa thì nó không bị nhạt lắm. Với các dòng hồng cổ khác mà mưa nhiều hoặc là mưa nhiều và độ ẩm cao thì nó nhạt. Cái sắc hoa nó nhạt, nhưng mà với cái dòng hồng cổ nhung này thì mưa nhiều thì nó cũng không nhạt lắm đâu. Cái sắc hoa nó vẫn ổn định, màu nó vẫn rất đậm. Nhưng mà đặc biệt là giống dòng hồng này thì cái độ bền hoa thì không được lâu. Nó chỉ được 2-3 ngày thôi. 2-3 ngày, không lâu đâu. Với cái dòng hồng cổ nhung này. Đấy. Thế nên là cái dòng này đấy nó là cái nhược điểm của nó. Còn ưu điểm của nó thì là gì? Sinh trưởng triển khỏe, nhân giống nhanh này. Đấy. Mọi người để thấy rằng là cái cây mà nó rơi tầm 1 mét tới 1 mét 80 tới 1 mét thì nhân toàn những cái dòng thoát thân nhanh thôi mà. Đấy. Còn một cái nữa là dòng này, cái dòng hoa hồng cổ nhung này, mình thấy rằng là nó là dạng hoa đơn. Nó là dạng hoa đơn, nó cứ ra bông một này này. Bông một này. Đấy, bông một này. Thì là khi mà để mà tạo được cái tán to ấy, thì nó rất là lâu. Lâu được tạo cái tán to bởi vì nó là cái dòng hoa đơn ấy, thì có cái xu hướng nó cứ vươn lên cao rất là nhiều. Và khi mà vươn lên ấy, thì lại phải các cái cành, các cái tán, để có nhiều cái cành, các cái tán nó to ấy, thì phải qua nhiều lớp hoa thì nó mới tạo được cái tán to. Đó. Ví dụ đây này, xong sau này lại phải cắt ở đây, xong những cái mầm nó mới bắt đầu nó trồi dần ra, mỗi lần mỗi một lớp hoa nó chỉ được một ít thôi. Thế nên là dòng này thì tạo tán thì nó, cái tán để mà nuôi tán rất là lâu. Đấy. Thế nên là đấy, như ngay cái ở đầu video ấy, mình cũng đã quay những cái cây cành ấy, những cái cây mà để tạo lại tán luôn, gò tán nó ra luôn để cho nó nhanh, cái tán nó nhanh to thì mình gò nó ra thì có thể rằng là nó, cái tán nhìn nó to hơn, sau này nó có vươn lên thì nhìn cái cành, cái tán nó sum hơn. Đó, với cái dòng hồng cổ nhung này. Dòng này thì mình thấy là vừa chơi sắc vừa chơi hương, nhưng mà nó nhanh tàn. Bọ trĩ dòng này mình thấy là bọ nó chỉ bị sâu này, rồi là dẹp sáp là nhiều thôi. Còn bọ trĩ với nhện đỏ, nhện trắng ít lắm. Bọ trĩ chứ ít lắm. Và kể cả nó có bị bọ trĩ bọ trung thì nó vẫn nở nhá. Nó vẫn nở như bình thường ấy. Nó vẫn nở hoa đấy.
Nhưng bình thường nó ít bị lắm, dòng này nó ít, bệnh tật nó ít lắm, nó không nhiều đâu. Tự nhiên có dây gì đây, như kiểu dây diều, khả năng có con diều rơi đây sao này, hình như thế. Để đi đi theo cái dây này xem là hình như có ai thả con diều ấy nó rơi sao. Đây là mọi người nhìn dây diều chưa, xem có rơi cái dây diều ra đây không. Để xem nào, hình như bên kia sao nhỉ, rơi xử sang bên này. À đây 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 đây, đây họ biết ngay mà, có con diều mà. À đây con diều đây các bác ạ. À, để nhặt con diều về cho thằng cu em. Chết rồi, chết rồi, chết chết bây giờ cũng khó lấy đấy, khó lấy biết đấy, khó lấy. À, từ từ nhá, xem nào, bây giờ để cách lấy nào. Đấy được rồi, rồi cắt đứt dây rồi nhá, cắt đứt dây rồi, bây giờ phải nghĩ cách cái lấy lấy nó ra. Ok, đuôi điếc cái kia khó lấy phết đấy, đùa đâu. Rồi không gì khó cả, không có gì khó khăn cả. Đi quay cây lại kiếm được con diều ấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Con diều rồi, lát về cho con cua em. Hay là cho cái bé, cho em bé nhà em chiều cháu chơi. Ngon. Đấy, có con diều rơi rồi này. Khả năng bị đứt dây. Cháu nào mà cháu đây. Cháu nào mà rơi con diều chắc tiếc lắm. Thế nhưng thôi, thông cảm chú xin. Đấy, đang nói về hoa một chút đây. Đấy, đây. Đó, mọi người thấy chưa? Cái dòng này thì sinh trưởng phát triển rất khỏe luôn. Bây giờ mới có hơn 6 giờ sáng thôi. Thời mà trời nó nắng quá. Nên nắng lắm. Mùa hè này tại sao mà những cái cây hồng này nó lại chậm đến như vậy? Đấy, bán kiểu như nó chậm vậy. Thứ nhất là lắng, rồi cái thị trường nó chung rồi. Lắng quá. À, lắng quá. Hoa rồi là chăm sóc nó khó hơn những cái đợt trước Tết, từ tháng dòng với cái dòng hoa hồng này cứ phải từ tháng 8 đổ ra đến tháng 5 sang năm thì là chăm hồng rất là tốt. Đấy. Nhưng mà cũng có những anh có hỏi rằng là với các dòng hồng cổ thì vẫn là bình thường, cứ chăm làm sao chăm cho nó tốt một chút là được. Mùa hè này thì hạn chế làm sao để cho cây nó không bị bỏ cành bỏ tán nhiều. Đấy, như mọi người thấy với các dòng hồng cổ thì nó ít bị, nhưng mà Sapa thì bỏ cành hơi nhiều. Còn đâu như là cổ Huế này, đao cổ và bạch xếp ấy, thì cây nó bình thường, nó không bị bỏ cành tán nhiều đâu. Đây như hai này, như công dòng hồng cổ nhung này chẳng hạn, nó ít bị lắm. Rồi tổng thể của vườn này, đấy, mọi người thấy chưa, nhiều lắm. Và thoát thân nó cũng cao cơ. Đấy kìa, thoát thân cái tầm từ tầm 80, với các cái dòng này thì nó rơi vào tầm 850 một cây. Đó, cây to tầm 850, bởi vì thoát thân nó cao mà. Thoát nó cao. Còn cái giá của các cái dòng hồng cổ này, những cái dòng hồng này còn tùy thuộc vào cái cành tán dăm ti và thoát thân. Đấy. Và cả vanh nữa. Vanh to, thoát thân cao và tán to, cây đẹp thì giá nó cao. Còn nếu thoát thấp thì nó rẻ hơn, thường thường là như vậy. Đấy, đây tổng thể này. Đấy, mọi người nhìn chưa? Không có nhung đây. Đây này, lộc lụ chít chít này. Đấy. Lộc lụ chít chít này. Đây, đây còn đây phong hoa của nó. Phong hoa của nó đợt trong Tết nó cũng to lắm, từ 8-10 cm thôi. Nhưng bây giờ hầu hết các dòng hồng cổ bây giờ thì bé, chỉ từ 4-5 cm. Đấy, bởi vì tại sao nó nắng, hoa nó bé, đổi lại cái sắc nó đậm hơn. Với cái dòng hoa này mà nó cứ nắng nhiều như này mà nó lại còn có cả gió nữa thì nó thổi thì còn nhanh nữa.
nó thổi cho thì sáng nở thì chiều tán luôn. Tự nhiên có con nhện nó răng này. Đây. Còn cái mùa này kìa, chỉ có cái ông hoa giấy ngũ sắc, có cái ông hoa giấy kìa, hoa giấy hai màu kìa, đỏ trắng kìa, hồng trắng kìa. Đấy, cái loại đấy là cái mùa này mới là khỏe. cực kỳ là nhiều ấy luôn, cực kỳ là nhiều hoa luôn, to đã thấy được còn to nữa chứ. Cây chính là hoa giấy này chằm nhà dễ lắm, chằm dễ. Nhưng mà hoa giấy này chỉ để ở những cái cổng thôi, chỉ để ở những cái cổng chơi ta các cái cổng thôi, để cho leo trên các cái cổng, thứ nhất cho nó mát cổng, thứ hai là trước cửa nhà lúc nào cũng có hoa. Hoa giấy thì nó ra hoa quanh năm, nhưng mà mùa này thì nó có khỏe hơn, bởi vì là với cái dòng này thì các bác có thể thấy rằng là nó thích cái chiếu sáng, có cái độ chiếu sáng nhiều. Mùa này nó cứ chiếu vào từ 10 cho tới 12 tiếng, thế nên là hoa nó nhiều. Còn các cái mùa khác thì mất, nó có cái mùa hè này, 3-4 tháng mùa hè này thì là cái cây này nó ra nhiều hoa. Còn đâu nếu mà vào các mùa khác ấy, nó cũng bình thường, nó không được, nó cũng ra hoa nhưng mà nó hoa nó không được to như thế đâu. Đấy. Đấy, rồi thì video này cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bác nào mà cần hoa hồng cổ nhung trong bộ sưu tập hoa, hoặc tặng các thành viên trong gia đình, cơ quan, xí nghiệp, tổ chức thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0354398599 hoặc Zalo 0354398599 nhé. Dòng này dòng nhỏ thì ở trên kia em vẫn còn một cái vườn nó rất là to, cây nó rất là to, vành nó rơi vào tầm 10-12, thoát hơn 1 mét, tán là 1m2 và cao cây nó rơi vào tầm cao cây nó rơi tầm 2m2. Đấy là những cây mà cây to. Còn cái dòng này thì nó chỉ là cái dòng nhân giống thôi, dần cuối năm thì nó sẽ to nữa. Rồi, chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Chào mọi người nhá. Đây, cây này đẹp. Đấy, thoát thân nó rơi 80, vành nó là 8. Nụ lộc rất là nhiều. Rồi, xin chào mọi người nhá.